không ăn tôi nè. Xuống đây, xuống trình bày đi người anh em ơi. Hôm nay người ta đi tour, người ta về quê hết nữa bạn. Hôm nay mình mới rảnh, mình ở nhà mình đi làm bô xe mình. Cái này mình đi chỉnh lại cái set bô around Moto 2 để cho cái thế nó suông hơn tí xíu. Chắc có thể là cắt cái đầu, cắt cái phần ở trên đầu cho nó suông thẳng luôn. Chứ hiện tại cái phần ở trên đầu đang bị gấp. Xe này mình sẽ đi tổng cộng là 3 set bô. Một set bô là Arao Moto 2, một set bô là AK Moto 3, với lại một set bô là SC1R. Thì tất cả ba bô là mình sẽ làm ba cái chữ Y khác nhau luôn. Xăng 97 mấy bạn. Coi thử coi xăng mình nó còn nhiều không. Gần hết rồi ra mình đổ đầy bình xăng 97 cho nó là sao. À, được á. Ráp bên chạy ngày em thấy áo lá hoa trắng cả đường về lá thư xanh tôi học chùa. Trời, nghỉ lễ 3-4 ngày mà có thời gian mình làm cái cung đường Hồ Chí Minh ha. Từ đây mình chạy ra tới Quế tèn, rồi ra tới Quế xong rồi ăn chơi ngày, gãy xe, ngồi xe lửa về Sài Gòn, hết bài.
này nếu bạn chạy gan tim, mấy bạn nghe nó đã mệt tim rồi, đề deadline lên đã ép tim rồi, mà cộng kết hợp với lại mà cái bô này mà đưa vô cho các bạn mà chẩu chẩu mà đi xe mà thích nhạc bô nữa thôi là hiểu cuộc đời luôn. Áp lực chồng áp lực mấy bạn. Cái bồ này rất ồn nha anh em. Đây là hiện tại nổ ganti, dòng tour nó mới có 1.000, 2.000, 3.000 mà nó ồn cỡ này. Mấy bạn đề deadline lên tour khoảng tầm 6-7.000 thôi là ré thấy gớm rồi. Lên cái tour khoảng tầm 9-10.000 thôi là thấy là bệnh. Ai mà chứ đằng sau mà chạy bên hông là nghe ông có lỗ tai chịu không nổi không. Đội full face thì còn đỡ. Mấy anh em nào chạy dưới đằng sau mà đội mấy cái nón 3/4 á, thôi, bỏ đi mà làm người. Kêu là cây xăng ở chỗ này là hút bên trong luôn mới có cây xăng 97. Coi mẹ đồ rồi đó, xăng Ron 97V. Quẹo bên phải luôn người anh em. Dạ, chính đẩy về mình chứ. Chín bảy là 95 nó khác nhau gì chú Tư? Cái này ngon hơn, nhẹ đốt lẹ hơn kia nữa. Nhẹ hơn hả? Hình như Sài Gòn mới có chỗ này là bán hay đúng không ta? Của công ty này có nhiều cây bán. À. Công ty chỗ nặng bán cái đó. Công ty này là nó là gì ta? Công ty nhiều thì còn để ý mặt cái để ý mặt bồ xanh này nè. Dạ. Để công ty của vùng nguyên liệu Sài Gòn á. Đó. Đó. Có bán, còn bê chơi mét không có bán nè. Dưới thẳng dưới nè. Bác sĩ cho. Đây dạ. Rồi em gửi cho Tư. Đề bình 300k. Cô chia sẻ là cái này chạy nó đút lẻ hơn 95 kia nhiều. Nghe nói vậy thôi không biết sao. Đây là cái set bô mà Moto 3. Hiện tại là mình đang đi full cái set bô là luôn cái khúc chữ Y là nối liền với một khối nè. Giờ chuẩn bị cho anh thợ anh tháo ra để mình đi full cái set bô Moto 2. Cái bô kéo treo lên trên cái sườn á, đi nhìn cho nó im dịu tí xíu. Thì đối với những cái mùa nhạy cảm thì mấy anh em cần đi những cái bô im im nhẹ nhẹ trong phố rồi nọ. Còn những cái bô Moto 3 thì mình sẽ đi những cái set mà dạng như là những cái đại hội hoặc là những cái mà là show hàng rồi này nọ. Chứ còn mấy bạn mà đi trong phố cái bộ Moto 3 nó nghe nó cực kỳ lớn anh em. Cỡ đó được á. Đúng rồi. Ngay cái đuôi bô á, nằm ngay cái mép vỏ giùm em là được. Canh như thế này. Đúng rồi, ngay cái đuôi bô nằm vừa lú tới ngay mép vỏ là đẹp. À, làm mới hết luôn đi nha. Dạ.
cái khúc này là cái khúc uống nữa các bạn, khúc này là khúc uống phi 60, thì hồi trước là mình đi phi 50 mấy vô nhìn nó yếu, phi 60 vô đầy hơn. Xong cái bô rồi anh em, mới hết 3 tiếng đồng hồ chuẩn bị lên đường về rồi. Cây này đi trong phố thì nó so với lại hồi sáng mấy bạn nghe không, nó khác chừng giật liền không. Thì cái này mấy bạn đi tốc độ garanti nghe nó cũng ổn áp, nhưng mà khi mà anh em đầy á nó tấp ga nhanh lắm, nó không có bị thoát hơi nhiều. Cây motor 3 thì vô cái form rất đẹp nhưng mà nó hơi ồn. Ví dụ như cái cây motor 3 mấy anh em đi tour xa đồ được, hoặc là mấy anh em để chân đồ này được, chứ còn mà mấy anh em mà để mà đi trong phố này nọ thì cái cây arao này mình nghĩ nó hợp hơn, hợp nhãn hơn đó. Khi mà anh em chưa xe đèn đỏ nổ garanti thì nó cũng không ảnh hưởng người xung quanh đó. Nghe rất là êm dịu anh em. Tùy mỗi cây bô nó sinh ra nó có một cái công năng hiệu năng khác nhau các bạn, tùy theo mỗi người, người ta có cái sở thích thôi. Như mình là mình chơi tổng cộng là 3 form bô lượng, một cây SC, một R, một cây Arao Moto 2 và một cây AK Moto 3. Nếu bắt đầu hôm nay là Sài Gòn là vắng nhiều rồi đó, mình quanh chắc đợi khoảng tầm ngày mai nữa là vắng que luôn, dân chúng người ta đổ về tới về quê ráo. Giờ mình dắt anh em đi về tới đoạn công viên Lê Văn Tám ha, ngay khúc Võ Thị Sáu, Điện Biên Phủ với lại Hai Bà Trưng, nó sẽ có một cô tư bánh bèo.
mà bán gỏi khô bò mấy bạn. Ăn ngon nha. Về đường Điện Biên Phủ thì tới ngã tư Hai Bà Trưng là mình bị cháy, đối diện công viên luôn. Hôm nay không biết mà chỉ có nghỉ lễ về quê không nữa. Không có, họ đi về ăn cơm nguội. Làm được xuất sắc. Hôm nay có bán, về có bán rồi, rào trắng luôn rồi. Bên đường, bên đường. Mấy ba bịch em về cô Tư? Ba bịch. Ba ba. Có tiền nè Lễ ơi. Ba. Dạ rồi, cảm ơn. Tôi nè. Rồi xuống đây, xuống trình bày đi người anh em ơi. Những khúc như thế này là tôi hay, một là tôi phải nhìn đèn đỏ coi nó có gần qua đèn xanh không. Còn ví dụ mà nó không có gần qua đèn xanh, tôi phải kiếm đường tôi quẹo. Thấy không? Nó nguy hiểm lắm. Mùa này là mùa nhạy cảm đó mấy bạn ơi ạ. Rồi tới luôn cô Tư chị Bảy ơi, tới luôn, tới luôn.
hên quá trời. Sang qua sang lại đi làm khúc clip on hết chưa ta? Làm nguyên khúc chơi từ lúc 10 giờ rưỡi tới 2 chiều xong 3 tiếng. Xe ra ngoài đường làm mà cứ về qua khỏi cầu Thanh Đa là mình thấy là yên tâm, ổn áp rồi các bạn. Dạ, chạy về Bình Dương ăn dập là vừa. Sáng nào cũng chạy về Bình Dương ăn dập. Rồi. Dập cu chày luôn. Đây. Tính ra cái phơm bô đợt này là mình ưng ý hơn nè. Tại vì đi cái họng 60 nó dài ra tới cái co chơi luôn. Nếu mà đúng ra mà đi được cái co chơi đi họng 60 vô trong kia nó là đẹp. Mà cái đi cái cây Arao Moto 2 này đi nó mướt hơn nhiều. Mướt hơn cây Moto 3 rất nhiều các bạn. Có thể là do cái cây Moto 3 mình chưa map. Còn cây Moto 2 đi ra đầu, ra cuối, ra giữa gì là kéo đâu dặn lên. Nói chung là nó bét lắm. Cái foam treo vô thì tạm tương đối. Nói chung là nó khá ổn mà. Từ xe đúng ra xe này là nó đang vướng cái bát treo bô trên đây nè. Mà bây giờ mà mình đi theo cái phơm mà mình xài cái lò xo kéo á thì nó lại không có ok lắm, thì nó sẽ lòi cái bát ra nhìn nó vô duyên lắm. Nên là mình sử dụng cái bát treo nó hơi sâu tí xíu, còn lên cao quá thì sẽ vướng cái phần chân nó không có đẹp. Nó sẽ bị gãy. Nên là đưa những cái xuông xuông tí xíu. Rồi. Tính ra đợt này là lần thứ hai trong năm mà mình đi xa tới vậy. Hiện tại là mấy anh em đang ở thành phố Đồng Xoài, Bình Phước để test thử cái bô Moto 2. Mỗi lần mình lên cái bô mình phải chạy xa cái đó, mình test cho anh em nghe thử coi chạy tua ra đầu, ra giữa, ra cuối nó là sao. Thấy không? Đây là biker này là dẫn đòn nè. Chạy quá dữ. Bởi vì người ta nói rừng càng dài càng cay mấy bạn. Chạy dữ lắm. Rồi để xíu mấy anh em đi ăn bún chả Hà Nội, mấy anh em quành về Bình Dương coi mấy anh trai đua xe. Khúc này là khúc làm test cái bô Arao Moto 2 giấc 5 giờ sáng. Tiến bộ ví dụ mấy anh em đi dụng phố, mấy em kéo dụng tour mà dưới 6.000 lên 6.000 nó mới ré, nhưng mà nó ré theo cái kiểu mà cái âm thanh của nó quát nhiều hơn là chép. Không, còn Moto 3 khi mà lên cái tour cao nó bán nó rẽ ra nó gần như chép á, nó hơi bị phải giọng. Còn Arao Moto 2 thì là nghe cực kỳ bét, nghe cái tiếng bass nó nghe nó âm lắm. Ok, bye bye anh em.